Những con trùng tác quái trên thân của mình. Vạn Phật Thành ngày 8 tháng 5 năm 1982. Người đến Vạn Phật Thành xuất gia đều là tự ý, không phải bắt buộc. Hoặc là người Mỹ, hoặc là người Hoa, các vị đó đều tự nguyện khẩn cầu nhiều lần rồi mới được hứa khả cho xuất gia. Người quy y cũng vậy. Họ tới Vạn Phật Thành đều do tự ý muốn quy y. Nếu họ không muốn thì cũng không ai ép buộc họ cả, bởi vì ép buộc không phải là pháp cứu cánh, cho nên nói cưỡng trích chi qua bất điểm, nghĩa là dưa mà hái một cách miễn cưỡng thì không ngọt. Nếu người không tự ý xuất gia thì dù bạn có cho họ đi tu, cuối cùng họ cũng hoàn tục. Có kẻ chân chính muốn xuất gia, nhưng sau thời gian lâu dài còn thối tâm hoàn tục, huống gì kẻ không thật tâm đi tu. Đó là những trường hợp có thể xảy ra. Xuất gia là chuyện quang minh lỗi lạc, là việc của bậc đại trượng phu, không phải chuyện của kẻ đạo tặc, hèn hạ, nhỏ mọn, hay làm việc tiểu nhân. Làm người xuất gia thì phải rõ bổn phận của người xuất gia, nhận thức rõ ràng địa vị và tông chỉ kẻ tu hành. Đừng a dua với đám đông giống như kẻ thế tục vậy, đừng có người ta nói giả thì mình giả, người ta nói đi thì mình đi. Tự mình không tông chỉ, không nhận thức rõ ràng. Quy Tam Bảo hay hộ trì Tam Bảo thì cũng vậy. Khi các vị quy y Tam Bảo thì cần phải hộ trì Tam Bảo. Không phải là mình quy y Tam Bảo rồi thì muốn Tam Bảo hộ trì mình. Đừng tìm tiện nghi ở trong Phật giáo. Nếu như vậy thì sau này sẽ chịu thiệt thòi, có hối hận thì đã trễ rồi đó. Chúng ta người nào cũng đầy rẫy vọng tưởng nhiều như hạt bụi. Tại sao có vọng tưởng nhiều như vậy? Là bởi vì trong thân mình có rất nhiều vi trùng, có con lớn, có con nhỏ, có con già, có con trẻ. Những con vi trùng đó có con thì có thần thông, có con thì có quỷ thông, có con thì có nhân thông, có con thì có thiên không, có con thì có địa thông. Lũ trùng ấy ở trên thân ta thi triển pháp thuật, tác yêu tác quái. Chúng nó cũng biết đánh điện tín. Hễ chúng đánh điện tín tới tâm mình một cái thì mình khởi lên một cái vọng tưởng, cho nên vọng tưởng của mình thật không lúc nào ngừng nổi. Hễ vọng tưởng này vừa xẹp xuống thì một điện tín kia truyền lại khiến mình lại nổi lên vọng tưởng khác, đó đều là do lũ trùng trong thân mình tác quái. Những thứ trùng này tuy là trùng nhưng nó là đặc vụ, có thứ thì có thiên thông, tức là đặc vụ trên trời xuống. Có thứ thì biết thần thông, tức là đặc vụ của mấy ông thần. Có thứ thì biết nhân thông, tức là đặc vụ của loài người. Có thứ thì gọi là quỷ thông, súc sinh thông. Có thứ trùng trợ giúp mình tu hành để phát bồ đề tâm thì đó là thứ trùng có Phật thông. Có thứ trùng kêu gọi người ta làm chuyện thiện, tức đó là Bồ Tát thông. Tóm lại, trong trời đất thiên địa, xâm la vạn tượng, ở trong phòng ốc, xá trạch, tận hư không biến pháp giới, không có một loài nào mà chẳng sinh ra ở nơi thân của mình cả. Vì sao chúng ta uống vitamin? Là vì mình muốn nuôi dưỡng những thứ vi trùng đó, nuôi dưỡng chúng cho mập mạp ra. Tuy rằng mình không có thể ăn những thứ trùng đó, nhưng chúng có thể ăn thịt của mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, thân người là do vô lượng, vô số vi trùng tích tụ thành. Các vị thử nghĩ coi, thân mình là do từng con vi trùng này hợp thành, bây giờ mình lại đi làm tôi tớ cho chúng, muốn ăn ngon mặc đẹp, ở nhà sang trọng, thế chẳng phải là điên đảo sao? Có lần, những thứ vi trùng này họp hội nghị làm cho mình sinh bệnh, bác sĩ tới trị, chị cũng không lành, lúc đó lũ trùng này mới vỗ tay cười ha hả, chúng rất hứng thú, bởi vì mình phải đầu hàng chúng, vì vậy những người không thích làm chuyện thiện, chỉ muốn làm chuyện xấu. Muốn chiếm tiện nghi đều do lũ trùng xấu, ác, dẫn dắt. Chúng làm mình không phát bồ đề tâm được, vì muốn làm mình đọa lạc, muốn làm mình mất tin tưởng. Nếu các vị không tin, thì cứ thử dùng dao xẻ thịt mình coi, qua vài ngày bọn trùng này sẽ lại ra hoạt động. Thế nên, loài người thật đáng thương xót, coi thân thể mình như chân bảo ngọc ngà, nuôi dưỡng các vi trùng đó, thật là chuyện sai lầm. Các vị tin tôi cũng nói, mà các vị không tin tôi cũng nói.
Tôi nói ra là để cho bọn vi trùng này nghe, để cho chúng biết rằng trên thế giới này cũng có người biết được các hoạt động vi tế của chúng. Ha ha ha,